nhằm đưa ra các khuyến nghị để giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh giúp các doanh nghiệp hoạch định chính sách chiến lược trong kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo. Chiều ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội, tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế 2021, điểm tựa phục hồi và phát triển kinh tế. Năm 2020, trong bối cảnh rất khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nền kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn. Ước thực hiện 12 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chỉ có 5 chỉ tiêu đạt và 2 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, dịch COVID-19 tác động xấu tới gần như tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế như du lịch, lưu trú ăn uống, giải trí, vận tải, logistics, phân phối, công nghiệp chế tác, công nghiệp khai khoáng và cả nông nghiệp. Cũng khó khăn khi mà tổng cầu giảm, bởi vì rất nhiều ngành ảnh hưởng thì rõ ràng là họ chỉ mua những thuốc thiết yếu thôi, còn những thuốc phòng bệnh họ giảm rất là nhiều. Rồi người định người đến bệnh viện cũng ít đi, ai đến cũng rất là nhanh, bởi vì bệnh viện cái nơi mà có thể lây nhiễm nhiều nhất, rồi là khó khăn, cho nên là cũng không phải là dễ. Ngay trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp cho rằng không cần tiền, chỉ cần thể chế, cơ chế, những nỗ lực khơi thông thị trường, cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục luôn là vô hạn và là động lực lớn nhất cho sự phát triển. Phải là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả những người lãnh đạo ở mọi cấp mọi ngành. Mà khi chúng ta tập trung vào thúc đẩy cái cách thể chế thì các nguồn lực sẽ được khởi dậy. Và suy cho cùng thì thể chế sẽ là điểm tựa quan trọng nhất, là động quan trọng nhất. Và là cái neo để neo giữ niềm tin của người dân và doanh nghiệp trong công cuộc đầu tư phát triển vì lợi ích của mình và vì sự phát triển của đất nước. Các chuyên gia cũng lưu ý là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với cả nền kinh tế và doanh nghiệp, nhưng càng khó khăn càng phải cầm cự, duy trì năng lượng để khi cơn bão dịch đi qua có thể lại vươn lên mạnh mẽ. Trung và Thái cấu trúc những lĩnh vực tiếp tục chúng ta làm thì vẫn làm bao gồm như là ngân hàng, tài chính, đầu tư công, doanh nghiệp, nhà nước, một số lĩnh vực như là uh, du lịch, uh, nông nghiệp, giáo dục vân vân. thì gần này, hai cái rất là mạnh và các anh đều chia sẻ rồi tức là đổi mới sáng tạo và trong đó start up và phát triển của một tư nhân. Cùng với đó trong thời gian tới, Việt Nam cần có cơ chế, giải pháp chính sách mạnh mẽ, quyết liệt hơn để tạo sức bật cho cả nền kinh tế, kích thích cả ba động lực tăng trưởng chủ yếu là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng để phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Thưa quý vị, nhằm kết nối và tạo cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, diễn đàn M&A 2020 với chủ đề Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới đã chính thức diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là diễn đàn thường niên lần thứ 12 do báo đầu tư và công ty AVM Việt Nam tổ chức với sự tham gia của 16 diễn giả và 500 lãnh đạo cao cấp đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, tập đoàn kinh tế, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Theo thông tin từ diễn đàn, giá trị M&A 2020 tính đến quý 2 năm nay đã ghi nhận suy giảm 52%. Tuy nhiên, Việt Nam được đánh giá ít bị tác động nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á, nhưng trong trạng thái bình thường mới. Hoạt động M&A dự kiến suy giảm với giá trị năm 2020 ước đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, bằng 48,6% so với năm 2019. Trong giai đoạn tính từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, các ngành chủ yếu thu hút trong hoạt động M&A là bất động sản, tài chính ngân hàng, công nghiệp, bán lẻ, logistics, nông nghiệp, dược phẩm, y tế, xây dựng thị trường tiếp tục được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư ngoại tập trung vào bốn quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Tuy nhiên, tỷ trọng giá trị M&A mà doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò bên mua đang có xu hướng tăng lên. Đại dịch COVID-19 với lệnh phong tỏa biên giới tại nhiều quốc gia đang làm chậm lại các hoạt động M&A tại Việt Nam. Nhưng nhìn trong dài hạn, dịch bệnh sẽ khiến thị trường bùng nổ với nhu cầu gia tăng cả bên bán và bên mua. Đón đầu xu hướng, diễn đàn năm nay diễn ra với 3 phiên, trong đó phiên 1 cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường. Phiên 2 đề cập đến chiến lược tái cấu trúc của các tập đoàn thông qua M&A và đưa ra những cơ hội M&A trong lĩnh vực bất động sản được đề cập trong phiên cuối cùng. Viện Nghiên cứu Đầu tư và Mua bán sáp nhập CMAC Institute nhận định Việt Nam vẫn là một trong những thị trường M&A năng động và tiềm năng nhất toàn cầu. Chỉ số đầu tư M&A dự báo năm 2020 là 102 điểm, đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Với dự báo thị trường M&A hậu COVID-19 sẽ có sức bật và hồi phục theo mô hình chữ V, CMAC Institute đánh giá thị trường M&A có thể phục hồi về mức 4,5 đến 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 trước khi bật mạnh hơn trở lại với giá trị 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Theo đại diện văn phòng EPS tại Hàn Quốc, hiện có 5.000 suất tiền bảo hiểm với tổng số tiền lên tới khoảng 2,5 tỷ won, tương đương 50 tỷ đồng, chưa được các lao động Việt Nam đến nhận. Trung tâm Lao động Ngoài nước đã gửi danh sách đến hơn 4.000 lao động còn chưa nhận tiền tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam để thông báo rộng rãi trên báo Đài truyền hình địa phương. Tiếp theo chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đại diện Bộ Tài chính thông tin, hiện ngành thuế và hải quan đã triển khai 194 dịch vụ công trực tuyến và tổ chức kê khai thuế điện tử trên 99% đối với doanh nghiệp. Đến nay 97,6% doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế và thí điểm hóa đơn điện tử tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh từng bước rút kinh nghiệm tiến tới áp dụng đại trà trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Theo số liệu của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 57,2 triệu tấn trong tháng 11, không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lượng hàng container thông qua đạt hơn 1,8 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ 2019. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, ngày 25 tháng 11, ngành đường sắt mở bán đợt 2 với khoảng 30.000 chỗ tàu Tết trên tất cả kênh bán vé. Theo đó, số chỗ được bán đi vào các ngày cao điểm từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021 và sau Tết từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 năm 2021. Hiện với tàu Tết đợt trước còn khoảng 82.000 chỗ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của hành khách. Đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng phải tạo điều kiện cho người tham gia giao thông, đặc biệt cần triển khai thanh toán liên thông tài khoản ngân hàng. Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đối với hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng và các nhà đầu tư BOT giao thông công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc được yêu cầu tiếp tục làm việc với các ngân hàng thương mại để mở rộng lịch vụ liên thông tài khoản công ty cổ phần giao thông số việt nam sớm hoàn thiện giải pháp kết nối tài khoản thông qua hệ thống ví điện tử để tạo thuận lợi cho người sử dụng tăng cường hiệu quả hệ thống theo bộ giao thông vận tải số lượng gián thẻ các phương tiện trong thời gian qua có tăng nhưng chưa đạt được kỳ vọng để tăng cường công tác gián thẻ bộ giao thông vận tải đã có công văn gửi các bộ ngành và địa phương đề nghị gương mẫu tổ chức gián thẻ cho các phương tiện công thuộc cơ quan và các phương tiện cá nhân thuộc cán bộ công chức của đơn vị. Bộ Công Thương nhận được ý kiến của bên liên quan đề nghị không áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp có hiệu lực trở về trước đối với một số sản phẩm mía đường có xuất xứ từ Thái Lan. Bộ Công Thương cho biết, theo quy định tại khoản 4 điều 81 và khoản 4 điều 89 luật quản lý ngoại thương, trong trường hợp kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra xác định có thiệt hại đáng kể hoặc có đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương có thể quyết định áp dụng thuế chống bàn phá giá, chống trợ cấp có hiệu lực trở về trước. Bộ Công Thương cũng sẽ tuân thủ quy định tại điều 81 và điều 89 của luật quản lý ngoại thương, trong đó có việc phân tích khối lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn điều tra để đưa ra quyết định cuối cùng, đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành mía đường Việt Nam. Việt Nam hiện là quốc gia thứ 5 toàn cầu, thứ 2 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản. Đây là thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo thông tin chuỗi sự kiện lâm nghiệp Việt Nam 75 năm hình thành và phát triển mới diễn ra ngày 24 tháng 11. Hiện ngành lâm nghiệp đang thu hút khoảng trên 20 triệu lao động cùng với các nguồn lực xã hội thông qua dịch vụ môi trường với trung bình 1.600 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2013-2019 để chi trả đến từng người dân. Ngoài ra, ngành lâm nghiệp đang phát huy lợi thế, phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu lâm sản. Năm 2020, dự kiến giá trị xuất khẩu lâm sản đạt khoảng 13 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 26% tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Thống kê cũng cho thấy, Việt Nam hiện là quốc gia thứ 5 toàn cầu, đứng thứ hai châu Á và đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản. Thống kê của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao kỷ lục. Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam ở mức 470 đô la Mỹ một tấn của tuần giữa tháng 10 năm 2020 đã tăng lên 485 đến 490 đô la Mỹ một tấn trong tuần cuối của tháng 10 năm 2020. Do đó, mặc dù sản lượng xuất khẩu giảm nhẹ nhưng giá trị thu về lại tăng lên. Ngày 23 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo các cơ quan trung ương về công tác phòng chống tham nhũng quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 196 cuộc thanh tra hành chính, trong đó ban hành kết luận thanh tra 136 cuộc và đang tiếp tục thực hiện 60 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện 112 đơn vị vi phạm hơn 6.898 tỷ đồng, hơn 645 ha đất và 23 căn nhà, đồng thời kiến nghị thu hồi 105 tỷ đồng, hơn 7 ha đất còn lại là xử lý khác. Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị xử lý hành chính 45 tập thể và 146 cá nhân, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 12 vụ việc thưa quý vị nguy cơ lây nhiễm covid-19 từ các nước vào Việt Nam là rất lớn. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đưa ra tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới với sự tham gia của các đầu cầu tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, Việt Nam đã có 83 ngày không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là tín hiệu vui nhưng không ít phần lo lắng. Trên thế giới, số ca mắc đang tăng nhanh ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á và chưa có xuống ngừng lại. Các chuyên gia đánh giá về sinh học phân tử, giải trình tự gen của virus SARS-CoV-2 hiện nay chưa thấy có đột biến so với hồi tháng 7 nhưng tốc độ lây nhiễm cao. Vì vậy, việc phòng chống dịch COVID-19 ở các nước này khó khăn hơn rất nhiều. Bộ trưởng khẳng định, trước sự phức tạp của dịch bệnh trên thế giới, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ các nước vào Việt Nam rất lớn. Đồng thời hiện nay các cơ sở y tế gần như quay trở lại hoạt động bình thường, nhiều bệnh nhân đến cơ sở y tế nên nguy cơ lây nhiễm tại đây rất cao. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các bệnh viện chấn chỉnh công tác xét nghiệm, tăng cường sàng lọc các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở để phát hiện các ca cá nhiễm kịp thời. Theo tờ Sputnik của Nga, đại diện trung tâm xuất khẩu Nga REC tại Việt Nam, ông Robert Kurilo cho biết, đại dịch COVID-19 không thể cản trở hoạt động xuất khẩu các mặt hàng của Nga sang Việt Nam. Không những thế, RSC còn ghi nhận sự gia tăng đáng kể về các cuộc giao dịch thương mại giữa hai bên. Trong thời gian tới, hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn, tháo gỡ những rào cản tạo điều kiện cho hợp tác. Về quan hệ thương mại, hai bên cần sớm thúc đẩy để tiến tới con số 10 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến các bộ ngành, trong đó đề xuất gia hạn thêm 6 tháng đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm, tại 21 thông tư do Bộ Tài chính ban hành trong năm nay. Đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 tại 21 thông tư của Bộ Tài chính được tiếp tục áp dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Bộ Tài chính ban hành thông tư để có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đảm bảo tính liên tục. Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện, ra soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí, bao gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm nay thuộc ngành, lĩnh vực quản lý gửi về Bộ Tài chính. Đồng thời, Bộ Tài chính ban hành thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực kể từ ngày đã ký để kịp thời tiếp tục hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cũng theo Bộ Tài chính có tổng cộng 110.000 tỷ đồng tiền thuế được miễn, giảm gia hạn trong năm 2020. Tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành đến nay là khoảng 99,3 nghìn tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 2020 là khoảng 110 nghìn tỷ đồng, trong đó số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuế đất được gia hạn khoảng 80 nghìn tỷ đồng, số được miễn, giảm khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phối hợp cùng với các bộ, ngành, cơ quan thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Đến nay đã hỗ trợ 12,79 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với số tiền là 12,69 theo đại diện của Tổng cục Thuế, Nghị định 126 năm 2020 quy định tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế VAT cho toàn bộ hoạt động hợp tác này kể từ ngày 5 tháng 12. Theo nghị định số 126 năm 2020, khi hợp tác kinh doanh với cá nhân thì các tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ doanh thu hợp tác, không phân biệt hình thức phân chia kết quả. Đồng thời tổ chức còn có trách nhiệm khai và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân tham gia hợp tác kinh doanh. Như vậy các đơn vị như Grab Bi Gojek sẽ phải khai thay VAT, thuế thu nhập và nộp thay toàn bộ doanh thu cho tài xế xe công nghệ. Trong đó, mức VAT sẽ tăng từ 3% lên 10% từ ngày 5 tháng 12 theo nghị định. Mức thuế thu nhập cá nhân không thay đổi, duy trì ở mức 1,5% đối với cá nhân có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.